quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Giữa lúc khói lửa ngút trời ở Kursk, Nga vẫn điềm tĩnh dồn sức vào Pokrovsk, đặt quân đội Ukraine vào tình thế nguy ngập chưa từng thấy. Nếu Nga đánh chiếm thành công thị trấn chiến lược này, thế trận Ukraine đứng trước nguy cơ sụp đổ dây chuyền đầy nguy hiểm. Các lực lượng Nga đang khép chặt vòng vây đối với Pokrovsk, trung tâm hậu cần trọng yếu của quân đội Ukraine ở miền đông Ukraine. Thị trấn này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tế cho binh sĩ Ukraine chiến đấu chống lại lực lượng Nga. Giới chuyên gia gọi thị trấn này là cứ điểm chắc chắn cuối cùng của Ukraine trong cuộc đối đầu với cuộc tiến công của Nga ở miền đông. Nga đang dồn nguồn lực của mình vào việc tiến hành đánh Pokrovsk, thị trấn có 60.000 dân. Quân đội Nga đã tạo được một khúc lồi tiến sát vào Pokrovsk trong bối cảnh quân đội Ukraine vẫn đang chiếm giữ đất của Nga tại tỉnh Kursk. Thị trấn Pokrovsk là nơi hội tụ nhiều tuyến đường bộ lớn cũng như tuyến hậu cần quan trọng. Các chuyên gia cho biết, Pokrovsk giữ vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo hậu cần cho lực lượng Ukraine trên khắp vùng Donbass. Nhà phân tích George Barros thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK ở Washington trả lời phỏng vấn New York Post vào hôm 29 tháng 8 rằng thị trấn nằm ở giao lộ của một số tuyến đường quốc lộ trọng yếu như mạch máu đảm bảo đạn dược, lương thực, thuốc men và những hàng hóa quan trọng khác cho lực lượng tiền tuyến. Theo nhà nghiên cứu Barros, Pokrovsk là cứ điểm đô thị phòng ngự tốt cuối cùng của Ukraine để bảo vệ khu vực Tây Nam Donetsk. Tatari Gami, nhà phân tích quân sự, sáng lập của Frontalligence Insight, viết trên mạng xã hội X, hiện chỉ có hai nơi ở Donbass đáp ứng được vai trò hậu cần huyết mạch, đó là thị trấn Pokrovsk và thị xã Kramatorsk. Tầm quan trọng của Pokrovsk vượt ra ngoài những kết nối đường sắt, đây còn là những đầu mối giao thông đường bộ giúp vận tải và phân phối hàng hóa. Nga từ lâu đã nhắm vào con đường bộ H-20 nối Pokrovsk và Kostiantynovka. Tuyến đường sắt này mà bị cắt, việc tiếp tế cho binh sĩ Ukraine ở khu vực Bakhmut, Holivka sẽ trở nên tệ hại. Bất Pokrovsk sẽ đe dọa hậu cần của khu vực này từ Vuleda tới Holivka. Trước các hoạt động quân sự dồn dập của Moscow, Kiev đã bắt đầu sơ tán ồ ạt cư dân tại các thị trấn lớn này của miền đông nam Ukraine. Hậu quả khủng khiếp với Ukraine nếu Nga đè bẹp được cứ điểm này. Nếu như Nga đột phá thành công, thì việc nghiền nát cứ điểm này sẽ trở thành một trong những thắng lợi lớn nhất mà họ giành được trong nhiều tháng qua. Trong bối cảnh xung đột Ukraine khá giằng co suốt 2 năm rưỡi qua, theo John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ phòng vệ dân chủ ở Washington, Mỹ. Ông Hardy nói với New York Post vào hôm 29 tháng 8, nếu Pokrovsk thất thủ, tôi sẽ cho rằng điều này sẽ phức tạp hóa hoạt động phòng ngự của Ukraine ở khu vực đó của tỉnh Donetsk. Khi ấy, tôi nghĩ là quân đội Nga có thể thọc xuống phía Nam, cố gắng đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi đây. Một nhà quan sát quân sự đánh giá, việc Pokrovsk thất thủ sẽ làm thảm họa nghiêm trọng ở cấp độ chiến dịch đối với Ukraine và làm bung ra vô số vấn đề cho Ukraine như cắt đứt tuyến hậu cần của họ và tạo ra điều kiện cho đối phương tiến nhanh hơn ở miền Đông. Nhà phân tích Barros bổ sung, nếu thiếu hậu cần tốt, thực sự rất khó có được lực lượng chiến đấu hiệu quả và đảm bảo sức chiến đấu cao. Binh sĩ chỉ mạnh khi được trang bị đầy đủ, cung ứng đầy đủ, được có những phương tiện vật chất cần thiết để chiến đấu. Ông Barros dự báo, Nga sẽ huy động thật nhiều nguồn lực để tiến đánh Pokrovsk. Ông nhận định rằng Nga sẽ ra sức bào mòn sức chiến đấu của quân đội Ukraine trước khi đánh chiếm Pokrovsk. Chiến sự chưa thực sự diễn ra tại thị trấn Pokrovsk, nhưng giao tranh ác liệt đã nổ ra tại thị trấn và ngôi làng nhỏ xung quanh Pokrovsk. Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận vào đêm 28 tháng 8, tình hình cực kỳ khó khăn. Những lực lượng lớn nhất của Nga, những nỗ lực quân sự chủ chốt của họ đang tập trung tại đó. Tính đến ngày 29 tháng 8, lực lượng quân sự Nga đã tiến tới vị trí chỉ cách Pokrovsk có 9,6 km. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine trong bản cập nhật hôm 29 tháng 8 cho biết, tình hình chiến sự Ukraine hiện nay là nóng nhất ở khu vực Pokrovsk. Họ cho hay, chỉ trong riêng ngày 29 tháng 8, đã có hơn 23 nỗ lực riêng rẽ của đối phương tấn công vào vị trí của quân đội Ukraine trên hướng này. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky phát biểu trong một thông cáo, giao tranh thực sự khốc liệt, đối phương tung vào trận, mọi thứ có thể di chuyển được, cố gắng phá rối hệ thống phòng ngự của quân đội chúng tôi. Trong hoàn cảnh đó, nhiệm vụ chính của chúng tôi là củng cố phòng tuyến ở những nơi khó khăn nhất của mặt trận, đảm bảo cung cấp cho các lữ đoàn đủ đạn dược và các loại khí tài. Đòn tấn công từ máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Nga khiến xe tăng Ukraine hoạt động ở Kursk nổ tung. Theo hãng tin RT, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh vụ tấn công được Lữ đoàn Bộ binh Hải quân Cận vệ số 810 của Nga công bố trên mạng xã hội hôm 27 tháng 8. Đây là lực lượng huy động để ngăn chặn cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm 28 tháng 8 cũng đã xác nhận đoạn video và cho biết cuộc tấn công diễn ra ở vùng Kursk.
Chiếc xe tăng của Ukraine được một số hãng truyền thông xác định là T-72M1 đã bị đưa vào tầm ngắm của FPV Nga khi nó xuất hiện ở vùng đất trống gần làng Olkhovka, cách thị trấn biên giới xuất ra khoảng 30 km, nơi các lực lượng Kiev đang chiếm đóng. Trong video, xe tăng Ukraine vừa di chuyển vừa bắn đạn từ súng chính, rồi đứng yên trên con đường đất. Sau đó góc nhìn từ chiếc FPV cho thấy phương tiện này đang lảng vảng đến điểm yếu ở phía sau của tháp pháo xe tăng. Toàn cảnh của tấn công được một UAV khác ghi lại. Ngay khi FPV của Nga lao thẳng vào xe tăng Ukraine, cú va chạm đã gây ra một vụ nổ lớn, thổi bay tháp pháo khỏi thân chính đi vài mét. Chiếc xe sau đó bị nhấn chìm trong biển lửa và bị phá hủy do vụ nổ thứ cấp. Đoạn video không đề cập tới thông tin kíp lái có đang điều khiển chiếc xe tăng Ukraine vào thời điểm bị tấn công hay không. Các FPV có thể được sử dụng để phá hủy hoàn toàn những phương tiện đã bị vô hiệu hóa và bị bỏ rơi trên chiến trường, từ đó khiến đối phương không thể thu hồi và sửa chữa. Kiev đã điều động hàng nghìn binh sĩ tấn công vùng cất của Nga hôm 6 tháng 8. Ước tính thiệt hại của quân đội Ukraine trong chiến dịch này là hơn 6.600 binh sĩ, 73 xe tăng, hàng trăm phương tiện quân sự và hàng chục vũ khí hạng nặng. Bà Mariana Bezuglaya tin rằng quân đội có thể đang che giấu nguyên nhân thực sự của vụ việc liên quan tới chiến đấu cơ F-16. Quân đội Ukraine đã chính thức xác nhận việc một máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp, cùng với phi công bị mất tích nhưng chưa tiết lộ nguyên nhân vụ việc. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vụ việc xảy ra khi các máy bay chiến đấu F-16 được triển khai cùng với các đơn vị của lực lượng phòng không để đẩy lùi cuộc tấn công phối hợp của Nga hồi đầu tuần. Tại một thời điểm nào đó, liên lạc với một trong các máy bay đã bị mất trước khi người ta xác nhận nó bị rơi. Bộ Quốc phòng ở Kiev đã thành lập một ủy ban đặc biệt để làm rõ nguyên nhân vụ việc, nhưng nghị sĩ Ukraine Mariana Bezuglaya đã tin rằng quân đội có thể đang cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Bà nói, theo thông tin của tôi, chiếc F-16 do phi công Alexei Monfismes lái đã bị hệ thống tên lửa phòng không Patriot bắn trúng do sự mất phối hợp giữa các đơn vị. Bà Bezuglaya đã viết trên Instagram, đồng thời lưu ý rằng tất cả các báo cáo chính thức cho đến nay đều nhấn mạnh rằng phi công đã mất kiểm soát. Xung đột là xung đột, những tình huống như vậy hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng văn hóa dối trá dẫn đến một hệ thống quản lý quyết định quân sự tồi tệ, không dựa trên phân tích trung thực. Bà nói thêm, một nguồn tin trong lực lượng không quân Ukraine đã nói với Voice of America rằng nguyên nhân tiềm ẩn đang được điều tra, bao gồm lỗi của phi công, trục trặc kỹ thuật và hỏa lực thiện chiến từ lực lượng phòng không Ukraine. Một nguồn tin khác thông báo với CNN rằng lực lượng phòng vệ Ukraine không tin rằng lỗi của phi công là nguyên nhân của vụ việc. Khi được hỏi liệu có khả năng chiếc F-16 bị bắn hạ bởi hỏa lực thiện chiến từ một trong những tên lửa Patriot của Ukraine hay không, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Soy đã trả lời, đó thực sự là vấn đề mà Ukraine cần giải quyết. Mỹ chưa đưa ra yêu cầu tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra nào về vụ việc này, bà Soy nói thêm. Vì vậy, về việc liệu phi công này có thiệt mạng do hỏa lực của phe mình hay không, tôi không thể nói được điều đó. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba khẳng định rằng trách nhiệm cho bất kỳ thất bại nào mà Kiev phải gánh chịu hoàn toàn thuộc về các nhà tài trợ phương Tây của Ukraine. Nhà ngoại giao này kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp cho nước ông nhiều tên lửa hơn và dỡ bỏ mọi hạn chế đối với cuộc tấn công tầm xa bên lãnh thổ Nga. Lời kêu gọi của ông tương tự như lời kêu gọi được đưa ra vào ngày 26 tháng 8 bởi nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã nhấn mạnh rằng không nên có bất kỳ hạn chế nào về phạm vi vũ khí của Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, đã nói rõ vào ngày hôm sau đó rằng chính sách của chúng tôi không thay đổi, nghĩa là Kiev không được phép triển khai vũ khí do Mỹ cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Phát biểu tại Brussels, Bỉ, nơi các bộ trưởng Bộ Ngoại giao EU họp vào ngày 29 tháng 8, ông Kuleba cho biết, thành công của Nga phụ thuộc vào một điều, sự chuẩn bị của các đối tác để đưa ra những quyết định táo bạo. Nếu quyết định được đưa ra, Ukraine sẽ thành công trên thực tế. Nếu không được đưa ra, thì đừng phàn nàn về Ukraine, hãy phàn nàn về chính mình, Bộ trưởng Ukraine lập luận. Theo ông Kuleba, Kiev chỉ muốn có sự cho phép của phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp bên trong lãnh thổ Nga, đồng thời nói thêm rằng sẽ cần nhiều tên lửa tầm xa hơn cho mục đích đó. Ông Kuleba cũng kêu gọi tất cả các quốc gia đã cam kết cung cấp hệ thống Patriot cách đây nhiều tháng hãy thực hiện ngay. Ông chỉ ra rằng sự chậm trễ đang gây ra tốn kém cho Ukraine. Trong chuyến thăm nước láng giềng Ba Lan vào ngày 28 tháng 8, ông Kuleba tuyên bố rằng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, vấn đề lớn nhất mà Ukraine gặp phải là nỗi sợ leo thang xung đột đã chi phối quá trình ra quyết định của các đồng minh của chúng tôi liên quan đến viện trợ quốc phòng. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba,
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng mọi thảo luận của phương Tây về hạn chế đối với Kiev và mong muốn tránh leo thang quá mức của nước này sẽ chỉ là một thủ đoạn. Ông Lavrov cảnh báo Mỹ, Anh và các nước ủng hộ Kiev khác không nên cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhấn mạnh rằng quyết định như vậy chẳng khác nào đùa với lửa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây tuyên bố Moscow sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc đàm phán nào với Kiev sau vụ tấn công của Ukraine vào vùng Kursk. Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Zakharova nói trong một cuộc họp báo diễn ra vào ngày 28 tháng 8. Vào tháng 6 năm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã có một cử chỉ thiện chí, đưa ra những đề xuất khá thực tế, chung hướng tới một giải pháp công bằng và lâu dài. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky, thay vì nghiêm túc xem xét các đề xuất hào phóng nhất từ phía Nga, đã thực hiện một cuộc tấn công đẫm máu vào vùng Kursk và người dân ở đây. Tôi cho rằng đó là cuộc tấn công tự sát đối với chính quyền của Ukraine. Quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã phạm tội ác, bắn dân thường và người tình nguyện, tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, nhắm vào các nhà báo và đe dọa các cơ sở điện hạt nhân. Vâng, có loại đàm phán hòa bình nào có thể diễn ra trong những điều kiện như vậy và có thể tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với ai? Tất nhiên, các cuộc đàm phán hòa bình với chế độ khủng bố ở Kiev là không thể. Bà Zakharova nhấn mạnh, tình trạng vô luật pháp như vậy đang diễn ra với sự tiếp tay của phương Tây và sự khuyến khích của chính Kiev. Rõ ràng là cả Kiev, Mỹ và các đồng minh NATO của họ đều không cần một giải pháp. Như họ đã nói, họ chỉ quan tâm tới việc gây thiệt hại tối đa cho Nga. Theo đó, điều này làm chậm trễ bất kỳ giải pháp nào và góp phần làm leo thang xung đột. Cuộc đột kích quy mô lớn của Ukraine vào vùng Kursk của Nga diễn ra vào ngày 6 tháng 8. Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức độ liên bang và liên tục cảnh báo tên lửa. Dân thường được sơ tán khỏi các khu vực biên giới và tới những nơi an toàn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Kiev đã mất hơn 7.000 quân nhân và 74 xe tăng kể từ khi cuộc giao tranh nổ ra ở Kursk. Bộ Ngoại giao Nga ngày 28 tháng 8 cũng ban lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với 92 công dân Mỹ. Trong số này có cả các nhà báo của The Wall Street Journal, Washington Post và The New York Times. Lệnh cấm được đưa ra nhằm đáp trả chính sách bài Nga của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Các chiến dịch tranh cử của ông Trump và bà Harris đang ở thế bế tắc về các quy định của cuộc tranh luận Tổng thống vào ngày 10 tháng 9. Chiến dịch của bà Harris cho biết họ muốn giữ Mike Rowe ở trong suốt cuộc tranh luận. Điều này hoàn toàn trái ngược với cuộc đối đầu ở Atlanta giữa Tổng thống Joe Biden và ông Trump khi đội ngũ của ông Biden yêu cầu tắt Mike Rowe của ứng cử viên khác khi họ đang phát biểu. Chiến dịch của ông Trump lập luận rằng nhóm của bà Harris cũng đang yêu cầu thay đổi các quy định khác, bao gồm cho phép các ứng viên ngồi và tham khảo ghi chú. Chúng tôi đã thông báo cho kênh ABC và các mạng khác đang tìm cách tổ chức một cuộc tranh luận vào tháng 10 rằng chúng tôi tin rằng micro của các ứng viên nên được mở trong suốt buổi phát sóng. Phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử bà Harris, Brian Fallon, đã cho biết trong một tuyên bố: theo hiểu biết của chúng tôi, các phụ tá của ông Trump thích micro bị tắt vì họ không nghĩ ứng viên của họ có thể hành xử như một tổng thống trong 90 phút một mình. Phó tổng thống đã sẵn sàng đối phó với những lời nói dối và sự ngắt lời liên tục của ông Trump ngay lập tức. Ông Fallon bổ sung, ông ấy nên ngừng ẩn náu sau nút tắt micro. Cố vấn chiến dịch của ông Trump, Jason Miller, đã phản bác rằng họ đã chấp nhận các quy định tranh luận trên ABC theo các điều khoản tương tự như một cuộc tranh luận trên CNN giữa ông Biden và cựu tổng thống. Ông Miller cho biết trong một tuyên bố rằng nhóm của bà Harris, sau khi đã đồng ý với các quy định của CNN, đã yêu cầu một cuộc tranh luận ngồi với ghi chú và phát biểu mở đầu. Chúng tôi đã từ chối mọi thay đổi đối với các quy định đã đồng ý. Đây có lẽ là một mẫu hình cho chiến dịch của bà Harris, ông Miller nói. Họ không cho phép bà Harris thực hiện phỏng vấn, họ không cho phép bà ấy tổ chức các cuộc họp báo và giờ họ muốn cung cấp cho bà ấy một bản ghi chú gian lận cho các cuộc tranh luận. Dự đoán của tôi là họ đang tìm cách rút khỏi bất kỳ cuộc tranh luận nào với Tổng thống Trump. Cuộc tranh cãi về các quy định được Politico báo cáo đầu tiên diễn ra sau một bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội tối ngày 25 tháng 8, gợi ý rằng ông có thể rút lui khỏi cuộc tranh luận vì cái mà ông gọi là một cuộc phỏng vấn thiên lệch trên chương trình This Week của ABC. Tại đó, ông Trump viết rằng, tôi đã xem ABC Fake News sáng nay. Cả cuộc phỏng vấn vô nghĩa và thiên lệch của phóng viên Jonathan Carr với Tom Cotton, người đã xuất sắc, và cái gọi là panel của những kẻ ghét Trump của họ. Tôi đã tự hỏi tại sao tôi lại phải tham gia cuộc tranh luận với Kamala Harris trên mạng đó. Khi được hỏi về bản giao hưởng chiến thắng mới được Tổng thống Ukraine tiết lộ, đại diện Điện Kremlin nói đây không phải lần đầu tiên nghe được những tuyên bố như vậy.
Cụ thể, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về bản giao hưởng chiến thắng mới được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe những tuyên bố như vậy từ đại diện của chế độ Kiev. Chúng tôi nhận thức được bản chất của chế độ này. Chúng tôi đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của mình và sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Ông Peskov cũng nhấn mạnh việc Nga ủng hộ quan điểm của Ấn Độ về nhu cầu giải quyết xung đột một cách hòa bình, nhưng cho biết điều thực tế hơn là hiện tại không có bất kỳ cơ sở nào cho các cuộc đàm phán. Nga vẫn đang tích cực đẩy lùi cuộc tấn công nhằm vào vùng biên giới Kursk của Ukraine, đồng thời tiếp tục chiến dịch của riêng mình ở khu vực Donetsk ở mặt trận miền Đông. Trước đó, trong một cuộc họp báo tại thủ đô Kiev ngày 27 tháng 8, Tổng thống Zelensky tiết lộ ông đang có kế hoạch hướng tới việc chấm dứt xung đột với Nga và dự kiến chia sẻ kế hoạch này cho người đồng cấp Mỹ Joe Biden khi tham dự kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng 9 tới đây. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, kế hoạch này cũng sẽ được trình lên hai ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống Mỹ năm 2024 là Phó Tổng thống Kamala Harris, đại diện cho Đảng Dân Chủ, và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Ông Zelensky không tiết lộ rõ chi tiết của bản giao hưởng chiến thắng, nhưng cho hay kế hoạch này gồm 4 giai đoạn, bắt đầu bằng cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kursk đã được thực hiện. Giai đoạn thứ hai mà Ukraine nhắm tới là vị trí chiến lược của Ukraine trong cơ sở hạ tầng an ninh thế giới. Giai đoạn thứ ba là có biện pháp mạnh mẽ buộc Nga phải chấm dứt cuộc xung đột theo đường lối ngoại giao. Và giai đoạn thứ tư là khôi phục kinh tế. Ông Zelensky thừa nhận, kế hoạch này nghe có vẻ tham vọng đối với một số người nhưng lại rất quan trọng đối với Ukraine. Trong khi đó, Nga lại thể hiện rõ quan điểm cứng rắn, cho biết sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại nào với Ukraine sau vụ tấn công vào khu vực biên giới Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các cuộc đàm phán với chính phủ Ukraine lúc này là vô nghĩa. Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định, Ukraine chắc chắn sẽ nhận được đòn đáp trả thích đáng và mọi mục tiêu mà Nga đặt ra chắc chắn sẽ đạt được. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine ông Zelensky cho biết sẽ gửi kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như hai ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng năm nay là cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo người đứng đầu Kiev, kế hoạch này sẽ bao gồm các bước đi chiến lược trên các mặt trận ngoại giao và kinh tế, bên cạnh chiến dịch đột kích xuyên biên giới của quân đội Ukraine vào Kursk, nhằm buộc Moscow phải ngồi vào bàn hòa đàm. BBC dẫn lời ông Zelensky nói, sự thành công của kế hoạch sẽ phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như liệu Washington có trao cho Kiev những gì có trong kế hoạch này và liệu Ukraine có tự do triển khai kế hoạch hay không. Ông Zelensky bày tỏ, một số người có thể thấy quá tham vọng, nhưng đây là một kế hoạch quan trọng đối với chúng tôi. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ việc nước này gần đây đã thực hiện thành công vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tự chế đầu tiên. Ông chúc mừng ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước, nhưng từ chối chia sẻ thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về vũ khí mới. Mặc dù Ukraine đã sử dụng một số tên lửa đạn đạo do Mỹ và các nước đồng minh khác cung cấp trong cuộc xung đột với Nga, nhưng nước này đang nỗ lực phát triển việc sản xuất phần cứng quân sự trong nước để giảm sự phụ thuộc vào viện trợ từ phương Tây. Tuy nhiên, hiện tại, Kiev chủ yếu vẫn dựa vào các nguồn cung quân sự từ nước ngoài để phản kích và đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương. Ông Zelensky cho hay, quân đội Ukraine đã sử dụng một số máy bay chiến đấu F-16 mới được các nước phương Tây gửi đến để đánh chặn các tên lửa của Nga trong những ngày gần đây, nhưng sẽ cần nhiều chiến đấu cơ hơn nữa. Ngày 27 tháng 8, chỉ huy Nga chịu trách nhiệm phòng thủ chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt tuyên bố, các lực lượng Ukraine chuẩn bị tăng cường sử dụng vũ khí hóa học bằng cách chế tạo các loại đạn pháo chuyên dụng tương thích với các hệ thống pháo binh do phương Tây tài trợ. Tướng Igor Kirillov đưa ra thông tin trên trong lúc thông báo với các phóng viên về công việc mà sư đoàn của ông đã thực hiện trong bối cảnh xung đột Ukraine. Ông cho biết quân đội Kiev vẫn là mối đe dọa xét về việc vi phạm công ước về vũ khí hóa học. Trích dẫn các tài liệu quân sự thu được từ các vị trí Ukraine mà Nga chiếm được, tướng Kirillov nói. Thông tin tình báo cho thấy quân đội Ukraine đang chuẩn bị đạn hóa học tương thích với các hệ thống pháo binh do phương Tây sản xuất. Ông đã chia sẻ một số trang trong sách hướng dẫn của Ukraine về cách sử dụng pháo tự hành M109-155mm do Mỹ thiết kế ở cấu hình A3GN và A4. Cuốn sổ tay bao gồm các hướng dẫn về cách phân biệt và xử lý đạn dược có chứa chất hóa học. Ông Kirillov cho biết, các chuyên gia vũ khí hóa học của Nga đã xác định được hơn 400 trường hợp sử dụng vũ khí bị cấm trong cuộc xung đột đang diễn ra. Ông cho rằng sẽ còn nhiều loại tương tự xuất hiện khi xem xét nhiều hành động khiêu khích liên quan đến chất độc hại và nỗ lực nhằm vào mạng sống của các quan chức ở các khu vực mới của Nga. Trong số các bằng chứng, vị tướng này cho biết Ukraine đã nhận được khoảng 500 tấn TEOA, một hợp chất được liệt kê trong phụ lục 3 của Công ước về vũ khí hóa học vì nó có thể được sử dụng để sản xuất khí độc. Ông Kirillov cho biết,
Chỉ riêng tháng 7, một công ty Ukraine đã nhập khẩu hơn 160 tấn hợp chất này và Nga không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy hóa chất này được sử dụng cho mục đích hòa bình. Vị tướng này nói, tôi muốn nhắc các bạn rằng việc Syria mua các loại hóa chất tương tự đã gây náo động như thế nào trong các quốc gia phương Tây. Do đó, ông nói thêm, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, Cơ quan Thực thi Công ước về Vũ khí Hóa học, năm trước đã khuyến nghị lệnh cấm hoàn toàn việc xuất khẩu hóa chất lưỡng dụng sang quốc gia Trung Đông này. Ông Kirillov tuyên bố rằng Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học đang áp dụng tiêu chuẩn kép trong công việc của mình vì quá trình ra quyết định của họ hoàn toàn do Mỹ kiểm soát. Điều này đã lật đổ cơ quan quốc tế vì các mục tiêu địa chính trị của Mỹ. Ông kêu gọi cộng đồng toàn cầu chú ý đến những cảnh báo của mình về hành động của Ukraine, đồng thời kêu gọi cơ quan giám sát thực hiện công việc của mình và buộc Kiev phải chịu trách nhiệm về những vi phạm công ước về vũ khí hóa học. Ngày 27 tháng 8, Thống đốc tỉnh Belgorod, ông Glaskov đã đưa ra một tuyên bố ngắn sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin về một cuộc tấn công bất thành của lực lượng Ukraine vào khu vực này sáng cùng ngày. Ông Glaskov viết trên Telegram rằng, có thông tin đối phương đang cố gắng xâm nhập biên giới tỉnh Belgorod. Ông Glaskov nhấn mạnh, theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình ở biên giới vẫn phức tạp, nhưng trong tầm kiểm soát, quân đội của chúng tôi vẫn đang hoạt động theo kế hoạch. Xin hãy bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thức. Kênh Telegram Sot trước đó cho biết, lực lượng Ukraine đã tấn công một trạm kiểm soát biên giới tại Nekotevka, nhưng bị đẩy lùi sau khi chịu tổn thất. Kênh Mas đưa tin, tổng cộng khoảng 500 binh sĩ Ukraine đã tấn công hai trạm kiểm soát của Nga tại Nekotevka và Sebekino thuộc Belgorod. Blog quân sự chiến dịch gì của Nga có gần 1,6 triệu người theo dõi viết, đã có các cuộc đụng độ giữa các nhóm quân Ukraine với các nhóm pháo binh Nga, không có nỗ lực lớn nào nhằm xuyên thủng biên giới. Các thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận. Tỉnh Belgorod và các khu vực biên giới khác của Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi Ukraine phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng vào tỉnh Kherson vào ngày 6 tháng 8. Từ đó đến nay, các khu vực biên giới đã được chuẩn bị đối phó với khả năng xảy ra thêm các cuộc tấn công. Thống đốc Belgorod cho biết trong một thông báo riêng rằng, chính quyền địa phương đang sắp xếp tái định cư một nhóm cư dân gần biên giới nhằm đảm bảo an toàn. Các quan chức Ukraine đang chuẩn bị danh sách những mục tiêu mà họ tin rằng các lực lượng vũ trang nước này có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu Mỹ dỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa. Theo Politico, dẫn ba nguồn thảo tin cho biết, Ukraine đang chuẩn bị trình Mỹ danh sách các mục tiêu ở Nga mà quân đội nước này có thể tấn công khi dỡ bỏ các lệnh hạn chế. Ấn phẩm lưu ý, Ukraine sử dụng danh sách này như một nỗ lực cuối cùng để thuyết phục Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga. Mặc dù trước đây Ukraine đã từng cung cấp cho Mỹ một số mục tiêu tiềm năng ở Nga, nhưng danh sách mới được cho là đã điều chỉnh và bổ sung ở nhiều mục tiêu hơn. Nguồn tin tiết lộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và ông Andriy Yermak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky, sẽ có mặt tại Washington trong tuần này và có kế hoạch trình danh sách này lên chính quyền Mỹ. Trong nhiều tháng qua, Mỹ đã cho biết dỡ bỏ các hạn chế sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường vì Nga đã di chuyển các mục tiêu quan trọng cách xa biên giới và nằm ngoài tầm bắn. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố đã xác định được một số mục tiêu có giá trị cao và họ có thể tiếp cận chúng bằng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp. Đồng thời, Kiev hy vọng danh sách này sẽ thuyết phục được chính quyền Tổng thống Joe Biden thay đổi quyết định. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và Lầu Năm Góc chưa bình luận về các thông tin trên. Ukraine từ lâu đã kêu gọi Mỹ cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Điều này cho phép Kiev mở rộng năng lực trong cuộc xung đột đang diễn ra. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Washington vẫn chưa cho phép sử dụng vũ khí có độ chính xác cao này để tấn công các mục tiêu ở Nga vì lo ngại xung đột có thể leo thang. Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận hướng đi Pokrovskoye ở khu vực do Kiev kiểm soát là khó khăn nhất đối với quân đội Ukraine. Trong một tin nhắn đăng trên kênh Telegram, ông Zelensky nói, Tổng tư lệnh Alexander Zelensky đã báo cáo về tình hình ở mặt trận, trong đó về hướng Pokrovsk là khó khăn nhất trong các cuộc tấn công của Nga. Giữa những cuộc tấn công của quân đội Nga tại Dnieper, chính quyền do Ukraine chỉ định vào tuần trước đã bắt đầu sơ tán cưỡng bức các gia đình có trẻ nhỏ khỏi 14 khu định cư nằm ở quận Krasnoyarmeyersky, khu vực do Kiev kiểm soát của Dnieper, đặc biệt đây là thành phố Krasnoyarmeyersk và Rodinskoye. Các làng Inatovka, Dachenskoye, Zenskoye, Lezenoye, Livsovka, Novopavlovka, Novoukrainka, Puskino, Rok, Sukhoiya, Rosa, Chunisino,
Ngày 26 tháng 8, chính quyền Ukraine đã mở rộng vùng sơ tán khỏi khu vực Dnieper dưới sự kiểm soát của họ, bao gồm gần 30 khu định cư của các cộng đồng lãnh thổ Konstantinovskaya và Selidovskaya từ Konstantinovka, Belaya, Gora, Bezimiani, Izevka, Belokuzminovka, Veroliubovka, Lileyevka, Klinovoy, Maisky, Markovo, Molovchaka, Nelipovka, Novodmitrovka, Grigorovka. Krasnomayeysk là một trung tâm quân sự nằm ở phía tây bắc Dnieper. Tính đến năm 2022, dân số thành phố là hơn 61.000 người. Ở đây có một trung tâm giao thông lớn với các tuyến đường sắt và đường bộ nối Donetsk với vùng Dnipropetrovsk lân cận của Ukraine. Ngoài ra, thông qua Krasnoyarmeysk còn có tuyến đường sắt kết nối với các thành phố do Kiev kiểm soát ở phía bắc Dnieper là Kramatorsk và Slavyansk. Đường ống dẫn khí Nga-Trung Quốc sức mạnh Siberia 2 đã bị Mông Cổ loại khỏi kế hoạch dài hạn. Chương trình này kết nối Nga và Trung Quốc bị Mông Cổ loại khỏi chương trình hành động đến năm 2028 của nước này. Quyết định được Quốc hội Mông Cổ đưa ra vào ngày 16 tháng 8. SCMP nhận định, động thái của Mông Cổ được hiểu là siêu dự án đường ống dẫn khí này sẽ bị gác lại. Phần lớn đường ống dẫn khí dài 2.594 km, sức mạnh Siberia 2 sẽ đi qua Mông Cổ. Do đó, nước này cần phải tham gia vào các cuộc đàm phán về chi phí xây dựng, trung chuyển khí đốt. Theo các nhà phân tích, việc sức mạnh Siberia 2 bị loại khỏi chương trình hành động của Mông Cổ là do bất đồng về giá giữa Bắc Kinh và Moscow, cũng như các yếu tố địa chính trị, với những lo ngại về các lệnh trừng phạt thứ cấp từ phương Tây. Munkhnaran Bayakhava, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ cho biết, chúng tôi đang bước vào một giai đoạn tạm dừng dài. Theo ông, có khả năng Bắc Kinh không hài lòng với Gazprom vì nhận định rằng công ty năng lượng nhà nước Nga luôn đơn phương kiểm soát đoạn đường ống dẫn khí đốt qua Mông Cổ. Dự kiến cần ít nhất 4 năm để hoàn tất xây dựng và đường ống sức mạnh Siberia 2 sẽ cung cấp 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Trung Quốc. Li Lifan, chuyên gia về Nga và Trung Á tại Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải chỉ ra, Mông Cổ hy vọng sẽ nhận được đầu tư từ Trung Quốc và Nga, nhưng Nga không có tiền và Trung Quốc cũng không vội xây dựng đường ống. Nga cần nơi tiêu thụ khí đốt sản xuất từ mỏ khí Yamal sau khi mất đi thị trường châu Âu vì xung đột ở Ukraine. Trung Quốc là khách hàng duy nhất đủ lớn để lấp đầy khoảng trống. Trung Quốc đã nhập tới 57,4 triệu tấn khí đốt của Nga trong 7 tháng đầu năm nay. Alexei Chigadeev, cựu giảng viên thỉnh giảng tại trường kinh tế cao cấp ở Moscow, nhận định quyết định loại trừ dự án đường ống dẫn khí của Nga-Trung Quốc sức mạnh Siberia 2 khỏi kế hoạch dài hạn của Mông Cổ là tỉnh táo và hợp lý, trong đó coi năm 2028 là điểm tham chiếu để quan sát thêm về khả năng khởi công dự án. Những người lính Ukraine chiến đấu ở khu vực nóng nhất của mặt trận miền Đông cho biết, phần lớn họ bị đối phương áp đảo về hỏa lực và quân số. Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các binh lính Ukraine cho biết bom lượn sẽ là loại vũ khí đáng sợ nhất. Chúng là những quả bom rơi tự do còn lại từ thời Liên Xô, nhưng hiện được trang bị cánh bật ra có chức năng định vị vệ tinh, biến chúng thành loại vũ khí có điều khiển. Được gọi là bom KAB hay FAB, những quả bom nặng từ 200 đến 2.700 kg, chứa hàng trăm kg thuốc nổ. Chỉ cần một vụ nổ cũng có thể biến một tòa nhà chung cư cao tầng thành đống đổ nát và xóa sổ các công sự bê tông kiên cố. Nó rất đáng sợ và rất nhanh. Stanislas, trung sĩ cơ sở thuộc lữ đoàn cơ giới số 32 của Ukraine cho hay, khi các chiến đấu cơ của Nga thả những quả bom lượn đầy uy lực về phía các đơn vị của anh nói, mỗi lần như vậy tôi chỉ biết cầu nguyện. Cùng với bước tiến của Nga theo hướng Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine cách đó hơn 60 km về phía đông nam, cuộc tấn công của Moscow vào Toretsk đang đe dọa làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk. Những người lính Ukraine chiến đấu ở các khu vực nóng nhất của mặt trận cho biết, phần lớn họ bị áp đảo về hỏa lực và quân số. Khả năng liên tục của Nga trong việc tiến hành các cuộc ném bom lượn trên không, dồn dập, tiếp tục đóng vai trò quan trọng, buộc các lực lượng Kiev phải rời khỏi một số vị trí được phòng thủ kiên cố nhất. Việc tìm cách đối phó với bom lượn vẫn là ưu tiên hàng đầu về quân sự và ngoại giao, ngay cả khi Kiev thực hiện một nước cờ táo bạo để đảo ngược thế trận bằng cách tiến hành một cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực cất của Nga. Ukraine đã và đang triển khai khả năng tấn công tầm xa, tăng cường sử dụng tên lửa cũng như UAV sản xuất nội địa để nhắm vào các sân bay Nga, nơi các máy bay chiến đấu được triển khai để ném bom. Nhưng máy bay chiến đấu của Nga vẫn phóng khoảng 750 quả bom lượn mỗi tuần vào tháng 8 năm 2024. Ông Zelensky cho hay, ngay cả những binh lính Ukraine đã quen với nhiều năm pháo kích cũng phải dùng mình trước sự hủy diệt của vũ khí này. Một quả đạn pháo cỡ nòng 152mm mà Nga bắn hàng nghìn quả mỗi ngày, chứa hơn 6kg chất nổ,
một quả bom lượn thường được triển khai là FAB-1500 chứa gần 6.000 kg chất nổ. Vì bom không sử dụng động cơ đẩy ra phát tín hiệu nhiệt nên rất khó có thể phát hiện. Chúng có thể được phóng từ chiến đấu cơ của Nga xa cách hàng chục km về phía sau tiền tuyến nên tương đối an toàn trước các hệ thống phòng không của Ukraine. Khi chiến đấu cơ của Nga bay gần tiền tuyến, các binh lính cho biết chúng sẽ được bảo vệ bởi các UAV giám sát và UAV tấn công dày đặc trên bầu trời, trong khi săn lùng các binh lính Ukraine được trang bị súng phòng không vác vai. Các quan chức Ukraine lập luận rằng cách tốt nhất để làm chậm tốc độ của các cuộc tấn công là bắn vào chiến đấu cơ được sử dụng để triển khai các vũ khí trên mặt đất và trên không của Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 8 cho biết, lực lượng nước này đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào căn cứ không quân ở 4 khu vực ở Ukraine. Tên lửa siêu thanh Kinzhal nằm trong số các loại vũ khí được sử dụng. Trong tuyên bố ngày 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng sân bay quan trọng ở Ukraine, sử dụng vũ khí tầm xa chính xác, bao gồm tên lửa đạn đạo Kinzhal và UAV tấn công. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Và cảnh báo không kích vang lên trên khắp Ukraine vào đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27 tháng 8. Truyền thông Ukraine đưa tin về các vụ nổ ở các khu vực Khmelnytsky, Sumy, Kryvyi Rih và Rovno. Cuộc tập kích rạng sáng ngày 27 tháng 8 diễn ra ngay sau khi cuộc tấn công chính xác cao vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự của Ukraine đêm ngày 25, rạng sáng ngày 26 tháng 8. UAV tấn công tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đã gây ra tình trạng mất điện ở hầu hết các khu vực của Ukraine, nhắm vào các căn cứ không quân ở Kiev và vùng Dnipropetrovsk, nơi lưu trữ vũ khí và máy bay do phương Tây cung cấp. Theo truyền thông Ukraine, đây là cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022. Hơn 230 tên lửa và UAV tấn công các mục tiêu ở 15 khu vực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27 tháng 8 đã tuyên bố lực lượng nước này đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 để đánh chặn tên lửa trong cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng đêm ngày 26 tháng 8. Ông nói, chúng tôi đã đánh chặn một số tên lửa và UAV với sự trợ giúp của máy bay F-16 và mô tả đây là một kết quả rất tích cực. Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn Mỹ và các đồng minh đã gửi tiêm kích F-16 cho Kiev, nhưng cũng nhấn mạnh rằng điều này là chưa đủ, chúng tôi không có nhiều máy bay chiến đấu F-16 và vẫn cần đào tạo phi công. Một số quốc gia thành viên NATO đã hứa sẽ cung cấp tới 80 máy bay F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine, nhưng đến nay chỉ có khoảng 10 chiếc được giao. Ukraine chỉ có một số ít sân bay có thể chứa được máy bay F-16 và Nga đã liên tục tấn công các căn cứ này trong thời gian gần đây. Điện Kremlin tuyên bố máy bay F-16 sẽ không tạo ra sự khác biệt trên chiến trường và sẽ bị phá hủy giống như các khí tài khác mà phương Tây cung cấp cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Ngày 25 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng Belarus đã tập trung một số lượng lớn quân đội ở biên giới, đồng thời cảnh báo Minsk không nên phạm những sai lầm bi thảm. Trích dẫn các báo cáo tình báo, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết lực lượng vũ trang Belarus đang tập trung một số lượng đáng kể nhân sự, bao gồm cả xe tăng và pháo binh. Ở vùng Gomel, dưới sự vỏ bọc là các cuộc tập trận. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình. Sự hiện diện của lính tư nhân của Wagner PMC trước đây cũng đã được ghi lại. Họ tiếp tục lập luận rằng việc tổ chức các cuộc tập trận gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Ukraine và an ninh toàn cầu nói chung. Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo Minsk không được phạm sai lầm và kêu gọi nước láng giềng chấm dứt các hành động không thân thiện và rút lực lượng ra khỏi biên giới quốc gia Ukraine, tạo một khoảng cách lớn hơn tầm bắn của các hệ thống của Belarus. Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay, Ukraine chưa bao giờ và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động thiếu thân thiện nào chống lại người dân Belarus, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine có quyền tự vệ trong trường hợp bị tấn công. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó đã cáo buộc Kiev tụ quân nguy hiểm, cho rằng Kiev đã tập trung hơn 120.000 quân ở biên giới phía Bắc. Ông Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình Nga rằng, thấy chính sách hung hăng của họ, chúng tôi đã triển khai quân đội đến một số khu vực nhất định gần biên giới của chúng tôi. Ông nói thêm rằng quân đội đã sẵn sàng bảo vệ Belarus nếu chiến tranh nổ ra. Tôi buộc phải triển khai gần 1/3 quân đội Belarus để tăng viện cho lực lượng hiện có. Đầu tháng 8, ông Lukashenko cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một số máy bay không người lái tấn công, cất cánh ở Ukraine và vi phạm không phận Belarus. Minsk đã kêu gọi Nga và Ukraine quay lại bàn đàm phán, cảnh báo rằng giao tranh tiếp tục có thể dẫn đến sự leo thang mà hậu quả có thể là sự tàn phá ở Ukraine. Belarus có hiệp ước phòng thủ với Nga và vũ khí hạt nhân của Nga được đặt trên lãnh thổ của quốc gia này. Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8, tuyên bố rằng họ đang có ý định thiết lập một vùng đệm trên đất Nga. Moscow đáp trả bằng cách triển khai thêm lực lượng để đẩy lùi quân Ukraine và tổ chức sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị ảnh hưởng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA rằng Ukraine cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine German Galushchenko báo cáo, chúng ta cần chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn. Thật không may, nó thực sự là sẽ khó khăn hơn mùa đông trước. Người dân Ukraine đang phải chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn hơn nhiều so với năm ngoái. Bộ trưởng Bộ Năng lượng đã cảnh báo trong một tuyên bố trên truyền hình. Theo ông, có những kế hoạch khôi phục và xây dựng thêm các cơ sở sản xuất năng lượng và thiết bị một hệ thống cung cấp năng lượng phi tập trung cho người dân. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này có thể là quá ít, quá muộn. Lưu ý rằng các cuộc không kích của Nga đã tác động đáng kể đến mạng lưới năng lượng của Ukraine. Ông nói, chúng ta cần chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta phải cố gắng thiết lập các hệ thống cung cấp năng lượng tự chủ. Ông Galushchenko cho biết, đồng thời nói thêm rằng về phần mình, chúng tôi sẽ phải làm mọi cách để đảm bảo điều đó không xảy ra. Đầu tháng này, Ủy viên Năng lượng EU Kadri Simson đã nói với tờ Financial Times rằng công suất năng lượng của Ukraine ước tính đã giảm tới 9 GW, tương đương với một nửa lượng điện cần thiết cho mùa đông. Simson viết rằng, trong điều kiện nhiệt độ mùa đông giá lạnh, một số nơi ở Ukraine có thể trở nên không thể sống được, đồng thời tuyên bố rằng mùa đông tới có thể là thử thách khả năng phục hồi của người dân Ukraine theo cách chưa từng thấy trên lục địa của chúng ta kể từ Thế chiến thứ hai. Vào tháng 6, Vladimir Kutkritsky, người đứng đầu của Ukrainego, đơn vị điều hành lưới điện quốc gia, cũng đã cảnh báo rằng sản lượng điện của Ukraine dự kiến sẽ giảm, một phần là do các công việc bảo trì cần thiết đối với nhà máy điện hạt nhân. Ông cảnh báo rằng công suất sản xuất điện sẽ không được khôi phục hoàn toàn vào mùa đông, đồng thời tuyên bố những tháng lạnh giá sẽ rất khó khăn. Ông giải thích, nếu chúng ta đang thiếu hụt, mức tiêu thụ thường ít hơn 35% so với mùa đông, thì rõ ràng là mùa đông sẽ mang đến nhiều vấn đề hơn nữa liên quan đến việc bù đắp thâm hụt năng lượng. Tổng thống Ukraine Zelensky trước đây đã báo cáo có tới hơn 80% công suất năng lượng của đất nước, bao gồm các nhà máy điện, bằng than và thủy điện, đã bị hư hại hoặc phá hủy trong bối cảnh xung đột với Nga. Ông Zelensky đã yêu cầu những người ủng hộ phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng điện của quốc gia. Nga đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine vào những khu định cư ở Kursk, khiến cho quân đội Ukraine chịu thiệt hại nặng nề, theo Bộ Quốc phòng Nga. Trong thông báo được đăng tải trên ngày 23 tháng 8, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Bắc với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương gần các khu định cư Boki và Mylaya Konya, đồng thời cũng đã ngăn chặn các cuộc tấn công theo hướng Komarovka, Korenevo, Martinovka và Ruskaya Konopenka. Các lực lượng Ukraine đã mất hơn 70 quân nhân, cùng 2 xe bọc thép chiến đấu và 1 xe quân sự. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Cùng lúc, đơn vị trinh sát của Nga đã tiếp tục xác định và loại bỏ các nhóm quân Ukraine ẩn nấu trong những khu rừng rậm khi mà họ cố gắng xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Một nhóm binh sĩ của Ukraine được cho là đã bị loại bỏ gần khu định cư Kamisevka. Trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất khoảng 400 quân nhân, 17 xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân, 14 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo và bệ phóng MLRS, 2 khẩu súng cối. Nhìn chung, kể từ khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk hồi đầu tháng này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 5.137 binh sĩ, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe chiến đấu bọc thép, 34 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng MLRS, bao gồm 3 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất, cùng với các thiết bị hạng nặng khác, theo ước tính của Moscow. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23 tháng 8 cũng cho biết, gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine bao gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, tên lửa chống tăng Javelin và AT-4, đạn dược vũ khí hạng nhẹ, xe cứu thương. Giá trị của gói viện trợ này không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo truyền thông phương Tây, gói viện trợ này có thể trị giá khoảng 125 triệu đô la Mỹ. Mỹ tiếp tục áp lệnh trừng phạt lên Moscow, con trai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị đưa vào danh sách đen. Chính phủ Mỹ đã áp lệnh trừng phạt gần 400 cá nhân, công ty ở Nga và trên toàn thế giới, trong đó có con trai của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới hôm 23 tháng 8, ngay trước ngày Quốc khánh Ukraine, thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Kiev trong xung đột với Moscow. Theo Pravda, Bộ Tư lệnh Phòng quân miền Nam Ukraine cho biết vụ tấn công xảy ra vào đêm 23 đến 24 tháng 8. Theo đó, oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình KH-22 về phía đảo Rắn. Ngoài ra, Nga còn tấn công vùng Kherson bằng bom dẫn đường trên không. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến bất kỳ hậu quả nào sau các cuộc tấn công của Nga.
Trong khi đó, lực lượng phòng không của phía nam Ukraine đã thông báo phá hủy 5 máy bay không người lái UAV của Nga, bao gồm 2 chiếc Zala, 1 chiếc Supercam, 1 chiếc Orlan 10 và 1 chiếc Merlin, cùng 2 UAV tấn công lan xe trong ngày hôm qua. Chỉ vài ngày sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, Hải quân Nga đã giành được quyền kiểm soát đảo rắn. Tuy nhiên, tới ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã rút quân khỏi khu vực này. Đảo rắn hay còn gọi là Zmeiniyi nằm cách cảng Odessa của Ukraine 35 km. Đây là khu vực có vị trí chiến lược, án ngữ gần các tuyến đường biển dẫn đến eo biển Bosphorus và Địa Trung Hải. Thống đốc vùng Voronezh của Nga Alexander Gusev cho hay, một cuộc tấn công bằng UAV vào đêm ngày 24 đã gây ra hỏa hoạn và vụ nổ ở địa phương. Ông Gusev cho biết, các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy một số UAV trên bầu trời Voronezh. Tuy nhiên, các mảnh vũ khí rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn và vụ nổ tại một địa điểm giấu tên. Còn theo kênh Telegram Astra, vụ nổ xảy ra kho đạn dược ở thị trấn Ostrogozhsk của tỉnh Voronezh. Cũng theo ông Gusev, không có thương vong nào được báo cáo sau vụ tấn công của UAV Ukraine và các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Ukraine từng nhiều lần nhắm mục tiêu vào các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và kho đạn dược ở tỉnh Voronezh. Trong chia sẻ mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông Donald Trump đã ra hiệu ủng hộ Ukraine và nói rằng sẽ làm mọi việc có thể để chấm dứt cuộc xung đột Nga và Ukraine. Theo Sky News, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump trước đó tuyên bố với các nước thành viên NATO không chi đủ tiền cho quốc phòng rằng ông sẽ để Nga làm bất cứ điều gì nước này muốn và đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh. Sự không chắc chắn về lập trường của ông Trump đã được khuếch đại sau khi ông chọn người chỉ trích gay gắt việc Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ông J.D. Vance làm bạn đồng hành tranh cử. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho hay ông chỉ nhận được những thông điệp tích cực từ ông Trump trong cuộc điện đàm giữa hai người vào hồi tháng trước. Ông Zelensky nói với các phóng viên Ấn Độ sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có mặt tại Ukraine rằng tôi nhận được thông điệp rằng ông Trump sẽ ủng hộ Ukraine và làm mọi việc để chấm dứt xung đột. Người đứng đầu Ukraine nói thêm, ông Trump đã đảm bảo với ông rằng sẽ làm mọi thứ có thể để Ukraine độc lập, châu Âu và tự do. Đó là những thông điệp tôi nhận được trực tiếp từ ông Trump. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào tháng 11 sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Cập nhật diễn biến giao tranh ở khu vực Kursk, theo hãng tin Pravda và Telegraph, trong bài phát biểu vào tối ngày 25 tháng 8, ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến thêm từ 1 đến 3 km ở vùng Kursk của Nga và kiểm soát thêm 2 khu định cư. Người đứng đầu Ukraine cũng cảnh báo nước này sẽ sớm có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Nga là nguồn gốc đe dọa đối với đất nước và người dân Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn phá hủy Ukraine, song chiến sự đã quay trở lại Nga. Đối thủ của chúng tôi sẽ biết, sớm hoặc muộn, một phản ứng của Ukraine sẽ chạm tới bất kỳ điểm nào ở Nga, vốn bị coi là nguồn gốc đe dọa đất nước và người dân của chúng tôi. Ukraine đang chứng minh họ vẫn còn nguồn lực để tấn công Kursk, nhưng nếu Kiev không thể làm giảm sức chiến của đối phương thì họ sớm bị dồn vào chân tường do quân đội Nga có quy mô và sức mạnh lớn hơn. Cuộc đột kích quy mô lớn của Ukraine vào lãnh thổ Nga có thể làm thay đổi cục diện cuộc chiến, khiến xung đột leo thang, đồng thời thử thách mức độ hỗ trợ của phương Tây đối với Kiev. Trong một động thái bất ngờ, Ukraine đã thực hiện bước đi táo bạo chưa từng có bằng cách phát động chiến dịch xâm nhập quy mô lớn vào tỉnh Kursk ở miền Tây nước Nga, mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột. Những bước tiến ban đầu mà Ukraine giành được trong cuộc tấn công này đã đặt ra câu hỏi về tương lai của cuộc chiến, đồng thời mở ra cánh cửa cho những kịch bản mới chưa được tính đến. Sự kiện này đã đặt ra một thách thức lớn đối với lãnh đạo Nga, làm tăng áp lực với phương Tây trong việc cung cấp thêm hỗ trợ quân sự và chính trị cho Ukraine. Chiến dịch đột kích này xảy ra trong bối cảnh đang có nhiều xung đột đan xen giữa Nga và Ukraine, cũng như giữa Nga và các nước phương Tây về chính trị, ngoại giao và quân sự. Cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga có tác động sâu sắc đến diễn biến cuộc xung đột. Một mặt nó giúp thúc đẩy tinh thần của quân đội Ukraine và gửi thông điệp tới phương Tây rằng Kiev đang hoàn toàn có khả năng giành thế chủ động. Mặt khác, nó bác bỏ niềm tin rằng công nghệ hiện đại đã giúp loại bỏ hoàn toàn yếu tố bất ngờ trong cuộc xung đột, ngay cả trong thời gian trí tuệ nhân tạo và máy bay không người lái phát triển. Yếu tố bất ngờ vẫn là vũ khí mạnh mẽ của bất cứ quân đội nào. Việc Nga tái bố trí lực lượng tại khu vực Kursk đã định hình lại tiến trình quân sự, buộc Ukraine phải từ bỏ kế hoạch tấn công nhanh chóng. Cuộc đối đầu này cũng đã chứng minh rằng để đạt được bất kỳ bước tiến nào ở khu vực này, Ukraine phải vượt qua những thách thức đáng kể, trong đó có cả hệ thống phòng thủ kiên cố và vững chắc của Nga, và điều đó có thể dẫn đến một cuộc chiến tiêu hao kéo dài tiếp theo tại vùng biên giới. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 8 cho biết thêm nhiều vũ khí tên lửa và pháo binh đã được chuyển đến khu vực Kursk.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết 29 yêu cầu đã nhận được từ trụ sở hoạt động của khu vực Kursk đã được giải quyết. Các vấn đề mới nhận được đang được xử lý. Không có yêu cầu mới nào từ trụ sở hoạt động của vùng Belgorod và Bryansk. Tổng cộng, nhóm hoạt động của Hội đồng điều phối Bộ Quốc phòng về an ninh quân sự các vùng lãnh thổ biên giới của ba khu vực đã nhận được 45 câu hỏi từ trụ sở hoạt động trực thuộc các thống đốc liên quan đến việc cung cấp phạm vi bao phủ của nhóm đối với biên giới quốc gia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng đặc nhiệm xử lý các yêu cầu trong vòng 24 giờ. Thông báo nêu rõ, nếu không thể giải quyết được thì phải báo cáo khẩn cấp lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Vào ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm chiếm giữ lãnh thổ ở khu vực Kursk. Như Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã tuyên bố, cuộc tiến công của họ đã bị dừng lại. Theo Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 24 tháng 8, trong cuộc giao tranh ở khu vực này, Ukraine đã tổn thất hơn 5,5 vạn quân và 71 xe tăng. Trong khi đó, tờ New York Times của Mỹ đưa tin, Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ukraine hình ảnh vệ tinh và các thông tin khác về khu vực Kursk sau cuộc xâm nhập của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm theo dõi việc chuyển quân tiếp viện của Nga. Thông tin từ New York Times cho hay, trong vài ngày diễn ra cuộc tấn công, Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ukraine hình ảnh vệ tinh và các thông tin khác về khu vực Kursk để cho phép các chỉ huy giám sát tốt hơn sự di chuyển của quân tiếp viện Nga có thể tấn công Ukraine hoặc cắt đứt khả năng trốn thoát của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lưu ý rằng cuộc tấn công của quân đội Ukraine đang diễn ra với sự hỗ trợ toàn diện của phương Tây. Ngày 25 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng Belarus đã tập trung một số lượng lớn quân đội ở biên giới, đồng thời cảnh báo Minsk không nên phạm những sai lầm bi thảm. Trích dẫn các báo cáo tình báo, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết lực lượng vũ trang Belarus đang tập trung một số lượng đáng kể nhân sự, bao gồm cả xe tăng và pháo binh, ở vùng Gomel dưới sự vỏ bọc là các cuộc tập trận. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình. Sự hiện diện của lính tư nhân của Wagner PMC trước đây cũng đã được ghi lại. Họ tiếp tục lập luận rằng việc tổ chức các cuộc tập trận gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Ukraine và an ninh toàn cầu nói chung. Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo Minsk không được phạm sai lầm và kêu gọi nước láng giềng chấm dứt các hành động không thân thiện và rút lực lượng ra khỏi biên giới quốc gia Ukraine, tạo một khoảng cách lớn hơn tầm bắn của các hệ thống của Belarus. Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay, Ukraine chưa bao giờ và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động thiếu thân thiện nào chống lại người dân Belarus, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine có quyền tự vệ trong trường hợp bị tấn công. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó đã cáo buộc Kiev tụ quân nguy hiểm, cho rằng Kiev đã tập trung hơn 120.000 quân ở biên giới phía Bắc. Ông Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình Nga rằng, thấy chính sách hung hăng của họ, chúng tôi đã triển khai quân đội đến một số khu vực nhất định gần biên giới của chúng tôi. Ông nói thêm rằng quân đội đã sẵn sàng bảo vệ Belarus nếu chiến tranh nổ ra. Tôi buộc phải triển khai gần 1/3 quân đội Belarus để tăng viện cho lực lượng hiện có. Đầu tháng 8, ông Lukashenko cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một số máy bay không người lái tấn công, cất cánh ở Ukraine và vi phạm không phận Belarus. Minsk đã kêu gọi Nga và Ukraine quay lại bàn đàm phán, cảnh báo rằng giao tranh tiếp tục có thể dẫn đến sự leo thang mà hậu quả có thể là sự tàn phá ở Ukraine. Belarus có hiệp ước phòng thủ với Nga và vũ khí hạt nhân của Nga được đặt trên lãnh thổ của quốc gia này. Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8, tuyên bố rằng họ đang có ý định thiết lập một vùng đệm trên đất Nga. Moscow đáp trả bằng cách triển khai thêm lực lượng để đẩy lùi quân Ukraine và tổ chức sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA rằng Ukraine cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine German Galushchenko báo cáo, chúng ta cần chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn. Thật không may, nó thực sự là sẽ khó khăn hơn mùa đông trước. Người dân Ukraine đang phải chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn hơn nhiều so với năm ngoái. Bộ trưởng Bộ Năng lượng đã cảnh báo trong một tuyên bố trên truyền hình. Theo ông, có những kế hoạch khôi phục và xây dựng thêm các cơ sở sản xuất năng lượng và thiết bị một hệ thống cung cấp năng lượng phi tập trung cho người dân. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này có thể là quá ít, quá muộn. Lưu ý rằng các cuộc không kích của Nga đã tác động đáng kể đến mạng lưới năng lượng của Ukraine. Ông nói, chúng ta cần chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn, tuy nhiên chúng ta phải cố gắng thiết lập các hệ thống cung cấp năng lượng tự chủ. Ông Gulashchenko cho biết, đồng thời nói thêm rằng về phần mình, chúng tôi sẽ phải làm mọi cách để đảm bảo điều đó không xảy ra. Đầu tháng này, Ủy viên Năng lượng EU Kadri Simson đã nói với tờ Financial Times rằng công suất năng lượng của Ukraine ước tính đã giảm tới 9 GW, tương đương với một nửa lượng điện cần thiết cho mùa đông. Simson viết rằng, trong điều kiện nhiệt độ mùa đông giá lạnh, một số nơi ở Ukraine có thể trở nên không thể sống được, đồng thời tuyên bố rằng mùa đông tới có thể là thử thách khả năng phục hồi của người dân Ukraine theo cách chưa từng thấy trên lục địa của chúng ta kể từ Thế chiến thứ hai. Vào tháng 6, Vladimir Kukryski,
người đứng đầu của Ukrenergo, đơn vị điều hành lưới điện quốc gia, cũng đã cảnh báo rằng sản lượng điện của Ukraine dự kiến sẽ giảm, một phần là do các công việc bảo trì cần thiết đối với nhà máy điện hạt nhân. Ông cảnh báo rằng công suất sản xuất điện sẽ không được khôi phục hoàn toàn vào mùa đông, đồng thời tuyên bố những tháng lạnh giá sẽ rất khó khăn. Ông giải thích, nếu chúng ta đang thiếu hụt, mức tiêu thụ thường ít hơn 35% so với mùa đông, thì rõ ràng là mùa đông sẽ mang đến nhiều vấn đề hơn nữa liên quan đến việc bù đắp thâm hụt năng lượng. Tổng thống Ukraine Zelensky trước đây đã báo cáo có tới hơn 80% công suất năng lượng của đất nước, bao gồm các nhà máy điện, bằng than và thủy điện, đã bị hư hại hoặc phá hủy trong bối cảnh xung đột với Nga. Ông Zelensky đã yêu cầu những người ủng hộ phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng điện của quốc gia. Nga đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine vào những khu định cư ở Kursk, khiến cho quân đội Ukraine chịu thiệt hại nặng nề, theo Bộ Quốc phòng Nga. Trong thông báo được đăng tải trên ngày 23 tháng 8, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Bắc với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương gần các khu định cư Boki và Mylaya Konya, đồng thời cũng đã ngăn chặn các cuộc tấn công theo hướng Komarovka, Korenevo, Martinovka và Ruskaya Konopenka. Các lực lượng Ukraine đã mất hơn 70 quân nhân, cùng 2 xe bọc thép chiến đấu và 1 xe quân sự. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, cùng lúc, đơn vị trinh sát của Nga đã tiếp tục xác định và loại bỏ các nhóm quân Ukraine ẩn nấu trong những khu rừng rậm khi mà họ cố gắng xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Một nhóm binh sĩ của Ukraine được cho là đã bị loại bỏ gần khu định cư Kamisevka. Trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất khoảng 400 quân nhân, 17 xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân, 14 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo và bệ phóng MLRS, 2 khẩu súng cối. Nhìn chung, kể từ khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk hồi đầu tháng này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 5.137 binh sĩ, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe chiến đấu bọc thép, 34 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng MLRS, bao gồm 3 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất, cùng với các thiết bị hạng nặng khác, theo ước tính của Moscow. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23 tháng 8 cũng cho biết, gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine bao gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, tên lửa chống tăng Javelin và AT-4, đạn dược vũ khí hạng nhẹ, xe cứu thương. Giá trị của gói viện trợ này không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo truyền thông phương Tây, gói viện trợ này có thể trị giá khoảng 125 triệu đô la Mỹ. Mỹ tiếp tục áp lệnh trừng phạt lên Moscow, con trai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị đưa vào danh sách đen. Chính phủ Mỹ đã áp lệnh trừng phạt gần 400 cá nhân, công ty ở Nga và trên toàn thế giới, trong đó có con trai của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới hôm 23 tháng 8, ngay trước ngày Quốc khánh Ukraine, thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Kiev trong xung đột với Moscow. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 27 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng, việc Ukraine yêu cầu phương Tây cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Storm Shadow là hành vi tống tiền. Ông Sergei Lavrov được yêu cầu bình luận về các báo cáo gần đây của giới truyền thông rằng nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã tăng cường kêu gọi những người ủng hộ ông dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí phương Tây chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Ông Lavrov nói, đây là tống tiền, là nỗ lực tạo ra ấn tượng rằng phương Tây muốn gia tăng căng thẳng quá mức, nhưng thực tế đây là một trò lừa bịp. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng phương Tây không muốn tránh gia tăng căng thẳng, nói thẳng ra là phương Tây đang tự chuốc lấy rắc rối. Tôi cho rằng điều này đã quá rõ ràng với mọi người. Ông Lavrov cảnh báo thêm rằng phương Tây sẽ dấn thân vào một con đường nguy hiểm nếu mở rộng quyền sử dụng vũ khí của mình. Ông Lavrov tuyên bố, trong một thời gian dài, chúng ta đã nghe những suy đoán về việc cho phép sử dụng không chỉ Storm Shadow mà còn cả tên lửa tầm xa của Mỹ. Chúng tôi xin nhắc lại rằng việc chơi với lửa giống như trẻ con chơi với diêm là một việc rất nguy hiểm đối với những người lớn được giao phó vũ khí hạt nhân ở một quốc gia phương Tây nào đó. Ukraine đã vận động hành lang trong nhiều tháng để sử dụng Storm Shadow chống lại các mục tiêu bên trong nước Nga. Kiev muốn phóng tên lửa vào trung tâm nước Nga như một cuộc tấn công trình diễn, theo tin từ tờ The Guardian. Tờ báo này trích dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine nói rằng Nga sẽ chỉ cân nhắc đàm phán nếu họ tin rằng Ukraine có khả năng đe dọa Moscow và Saint Petersburg. Tên lửa Storm Shadow chủ yếu được phát triển bởi sự hợp tác của Anh và Pháp và hiện được sản xuất bởi Liên doanh châu Âu MBDA, đồng thời một số thành phần được cung cấp bởi Mỹ. Điều đó có nghĩa là Nhà Trắng cũng phải đồng ý sử dụng chúng bên trong nước Nga. Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã từ chối làm như vậy.
Ông Zelensky trước đó đã thúc giục phương Tây không nên lo sợ về khả năng gia tăng căng thẳng từ Moscow và nói rằng cuộc tấn công của Kiev vào khu vực Kursk của Nga chứng tỏ rằng Moscow không có lằn ranh đỏ. Cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 là cuộc tấn công lớn nhất trên lãnh thổ Nga kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Moscow và Kiev vào năm 2022. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 6.600 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công và khoảng 800 thiết bị quân sự đã bị phá hủy. Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp trong cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Những tuyên bố này dường như được báo cáo trên các phương tiện truyền thông phương Tây ủng hộ. Tuần trước, ông Lavrov nói rằng ông Zelensky sẽ không bao giờ quyết định tấn công lãnh thổ Nga nếu Mỹ không chỉ đạo ông ấy làm điều này. Theo thông báo ngày 27 tháng 8 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg sẽ triệu tập cuộc họp của Hội đồng NATO Ukraine vào ngày 28 tháng 8 theo yêu cầu của Kiev. Người phát ngôn NATO, bà Farah Daglala xác nhận cuộc họp sẽ được tổ chức ở cấp đại sứ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov dự kiến sẽ thông báo tóm tắt cho các đồng minh qua đường dẫn video về tình hình trên thực địa và các nhu cầu ưu tiên. Bà Daglala cũng nêu rõ các đồng minh NATO đã cung cấp hỗ trợ đáng kể cho lực lượng phòng không Ukraine và cam kết sẽ giúp tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ của nước này. Hội đồng NATO-Ukraine được thành lập vào năm ngoái nhằm giúp Liên minh quân sự phương Tây và Kiev phối hợp chặt chẽ hơn. Thành phần tham gia những cuộc họp của hội đồng thường gồm các đại sứ quốc gia thành viên NATO và các quan chức Ukraine. Thông báo về cuộc họp nói trên được đưa ra sau những diễn biến mới trên thực địa liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quân đội nước này đã triển khai các máy bay tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp để bắn hạ thiết bị bay không người lái và tên lửa của Nga. Trước đó trong tháng, ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã nhận được lô máy bay F-16 đầu tiên mà các nước phương Tây cam kết nhưng từ chối tiết lộ số lượng cụ thể. Trong hơn 2 năm, Ukraine đã đề nghị các đối tác phương Tây cung cấp loại máy bay này. Về phần mình, cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của nước này đã thực hiện một vụ oanh kích trong đêm sử dụng vũ khí chính xác, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal và thiết bị bay không người lái nhắm vào sân bay quân sự của Ukraine. Hãng thông tấn TASS ngày 27 tháng 8 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ hoạt động quân sự này đã nhắm trúng tất cả mục tiêu đã được xác định từ trước. Chính quyền Mỹ cho hay, các cuộc đàm phán với Ukraine về triển vọng tăng cường độ tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Washington sản xuất vẫn đang diễn ra và những cuộc thảo luận này sẽ không được công khai. Theo hãng thông tấn TASS, thông tin trên được người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby xác nhận tại một cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 26 tháng 8. Ông Kirby cho rằng đây không phải là mong muốn mới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Kirby cho hay, nhà lãnh đạo Ukraine đã bày tỏ mối quan ngại này riêng với Mỹ và ông ấy chắc chắn đã công khai mối quan ngại này với mọi người và chúng tôi hiểu tại sao ông ấy làm như vậy. Như tôi đã nói rất nhiều lần, chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận với Ukraine, nhưng chúng tôi sẽ giữ bí mật, không có thay đổi nào đối với chính sách liên quan đến vũ khí của Mỹ để thảo luận vào ngày hôm nay và cũng không có chỉ dẫn nào về vấn đề này để thảo luận. Theo một số nhà lập pháp và quan chức Ukraine, đã có những dấu hiệu cho thấy một số quan chức trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden cân nhắc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga trong những ngày tới. Một nghị sĩ của Đảng Dân Chủ cho biết chính quyền đang xem xét yêu cầu của Kiev, trong khi đó Nhà Trắng chưa cho biết họ có đang cân nhắc thay đổi chính sách hay không. Trong diễn biến liên quan, trước đó Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay tuyên bố của Washington rằng họ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga là không đáng tin cậy. Ông Antonov tuyên bố rằng chính quyền Mỹ có vẻ như liên tục đùa giỡn Moscow bằng những tuyên bố rằng họ không cho phép sử dụng các hệ thống tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đại sứ Nga nói, nhưng trên thực tế về cơ bản, họ đang chuẩn bị cơ sở để gỡ bỏ mọi hạn chế hiện có tại một thời điểm nhất định. Tổng thống Zelensky đã liên tục kêu gọi các quốc gia ủng hộ phương Tây cho phép nước này thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga trong chiến dịch tấn công khu vực Kursk của Nga. Lầu Năm Góc tuyên bố lập trường của họ vẫn không thay đổi và Ukraine vẫn không được phép sử dụng tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Mỹ cung cấp có tầm bắn lên tới 300 km để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo ông Antonov, đánh giá theo sự hỗ trợ trước đây của Washington dành cho Kiev, bao gồm cả việc đào tạo phi công vận hành chiến đấu cơ F-16, thì gần như chắc chắn rằng Ukraine sẽ chiến đấu bằng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất chống lại Nga. Ông nhấn mạnh, chính xác thì điều đó sẽ xảy ra ở đâu, chúng tôi không thể nói hoặc dự đoán. Moscow cảnh báo, nếu bất kỳ vũ khí phương Tây nào được sử dụng để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, nước này sẽ chia sẻ khả năng tương tự với các quốc gia khác trên thế giới để sử dụng chúng chống lại các tài sản quân sự của phương Tây. Moscow cũng coi chiến thuật quân sự của Kiev ở Kursk là hành động khủng bố.
Giới chức Nga cảnh báo các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo do quân đội Ukraine gây ra. Nga ngày 26 tháng 8 cho biết các lực lượng nước này đã tấn công lực lượng Ukraine tại hơn 10 địa điểm dọc theo mặt trận khu vực Kursk, miền Tây nước này. Phía Nga tuyên bố đã tấn công lữ đoàn cơ giới số 22 và 155, lữ đoàn đổ bộ đường không số 82 cùng với lữ đoàn bảo vệ và hỗ trợ Ukraine tại ít nhất 12 địa điểm khác nhau bằng các cuộc không kích, pháo binh và bộ binh. Moscow cho biết thêm đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương tại 7 địa điểm khác nhau ở Kursk, đồng thời tập kích quân đội Ukraine tại 16 khu vực ở vùng Sumy lân cận. Các đơn vị của nhóm chiến đấu miền Bắc được sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương theo hướng các khu vực định cư Kremianoye, Malaya, Konya và Nechayev. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, lực lượng Nga cũng đã ngăn chặn các nỗ lực tấn công của Ukraine theo hướng Komarovka, Spanoye, Korenevo, Pogrevki và Ongovka. Bên cạnh đó, Moscow đang tìm cách xác định và tiêu diệt các đơn vị phá hoại của Ukraine ẩn náu sâu trong khu rừng để xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Mặc dù Ukraine đang đẩy mạnh chiến dịch xâm nhập biên giới Nga, nhưng các quan chức tại Điện Kremlin cho biết cuộc tấn công này sẽ không thể buộc Nga phải rút lực lượng ra khỏi miền đông Ukraine, nơi họ đang tiến quân. Chưa kể chiến dịch đột kích sẽ khiến cho hàng nghìn binh sĩ Ukraine mắc kẹt trên một mặt trận mới không có nhiều tầm quan trọng về mặt chiến lược hoặc chiến thuật.